Tuyên án vụ vạn thịnh phát, tòa không chấp nhận lời bào chữa của bà Trương Mỹ Lan và luật sư. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, tiếp tục những diễn biến mới nhất của phiên tòa tuyên án vụ án vạn thịnh phát ngày 11 tháng 4. Hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư về việc bị cáo chỉ có 15% cổ phần tại SCB, đồng thời cho rằng là người sở hữu hơn 91,5% cổ phần nên Trương Mỹ Lan đã chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động tại ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan là chủ thể của tội tham ô tài sản. Tuyên án vụ vạn thịnh phát, tòa không chấp nhận lời bào chữa của bà Trương Mỹ Lan. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước khi hợp nhất đã tiến hành thu mua cổ phần của ba ngân hàng, ngân hàng SCB, ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan đã lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, đã thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB sau hợp nhất. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB, do đó hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư cho rằng bản thân bị cáo Lan chỉ nắm giữ 5% cổ phần và gia đình chỉ nắm khoảng 15% cổ phần. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng thì việc quyết định các vấn đề của ngân hàng khi được trên 65% cổ đông chấp thuận thông qua đại hội đồng cổ đông dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Từ đó, hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không cấu thành tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ mục đích của mình. Do đó, viện kiểm sát nhân dân tối cao các bị cáo là có căn cứ. Cạnh đó Do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề định giá để xác định thiệt hại của vụ án, theo hội đồng xét xử, trong vụ án này không cần bắt buộc xác định thiệt hại phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử cho biết, nếu xác định thiệt hại theo cách lấy giá trị tài sản đảm bảo trừ đi dư nợ của các khoản vay thì sẽ gây bất lợi cho các bị cáo số tiền quy buộc trách nhiệm cho từng bị cáo sẽ bị tăng lên vì nếu theo cách tính đó thì giá trị tài sản đảm bảo sẽ không được cấn trừ cho các khoản vay khác nên cách xác định thiệt hại theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát là áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo đối trừ giá trị tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ Đối với vấn đề lệch 20 mã tài sản đảm bảo, hội đồng xét xử cho biết có 20 mã tài sản là trùng lập giữa các giai đoạn nên các mã tài sản theo xác định của Viện Kiểm sát là chính xác. Đối với 5 bị cáo đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, tòa án đã tống đạt các quyết định tố tụng hợp pháp và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các bị cáo vẫn vắng mặt tại tòa. Cạnh đó, hội đồng xét xử cũng đã đảm bảo quyền của các bị cáo này khi đã chỉ định luật sư tham gia bào chữa tại tòa cho các bị cáo này. Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan khóc nức nở nói sau vụ án gia đình tan nát. Chiều mùng 3 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc phần tranh luận đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng là người bước lên bục đầu tiên bị cáo trương mỹ lan trình bày từ khi phiên tòa sơ thẩm khai mạc đến nay đã hơn một tháng bị cáo cảm ơn các cơ quan công an đã động viên chăm sóc bị cáo cảm ơn hội đồng xét xử thẩm phán đã điều hành phiên tòa dân chủ tạo điều kiện cho bị cáo trình bày nhiều vấn đề có liên quan đến tội danh của bị cáo bị cáo trương mỹ lan và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt thời gian qua tiếp đó bị cáo trương mỹ lan bật khóc nức nở cho biết mỗi ngày sau phiên tòa khi trở về trại giam hàng đêm bị cáo luôn say rất một câu hỏi là vì sao bị cáo và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh bị đề nghị mức án tử hình bị cáo lan bày tỏ sự tha thiết kính mong hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ của bị cáo trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa bị cáo cho rằng mình luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tiến dụng và kính xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như là người cầm đầu chủ mưu trong vụ án này khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng bị cáo trương mỹ lan bật khóc to bị cáo cho biết trước đó gia đình bị cáo luôn xung vầy đoàn kết bên nhau nhưng từ khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù gia đình tan nát chồng bị cáo cũng đi tù bị cáo Lan cũng xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng, cháu gái và giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo. Ngày 4 tháng 4, phiên tòa tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo còn lại. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về ba tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình cho ba tội danh. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được SCB bơm gần 1,07 triệu tỷ đồng với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng và đều là nợ không thể thu hồi. Trong khi đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Trước đó trong phần đối đáp sáng mùng 3 tháng 4, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày quan điểm về tội danh nhận hối lộ và bức án của bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời viện kiểm sát cũng đánh giá bị cáo Lan không có nhiều tài sản như đã trình bày trước đó, cũng không có nguồn lực tài chính dồi dào. Viện kiểm sát đánh giá lần đầu tiên có một nữ doanh nhân chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn như vậy. Thưa quý vị, nhìn những con số siêu khủng về số tiền bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm đoạt của SCB. Số tiền ngân hàng SCB huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân để Trương Mỹ Lan rút ruột, số tiền hối lộ quan chức số bị hại đầu tư mua trái phiếu vạn thịnh phát, số tài sản bị kê biên của Mỹ Lan, đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất. Những con số khổng lồ về vạn thịnh phát Chỉ đọc những con số liên quan đến đại án vạn thịnh phát, chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức tương đương tổng tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam cộng lại khoảng 13,2 tỷ USD, xô đổ mọi kỷ lục về tham ô tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam từ trước đến nay. Thông qua ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân và rút ruột 1 triệu 066 000 tỷ đồng, sau đó thành lập hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hệ sinh thái vạn thịnh phát, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật là người có quan hệ họ hàng cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát giúp Trương Mỹ Lan lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng lãi phát sinh 129.372 tỷ đồng là tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Tiếp tay góp phần cho Trương Mỹ Lan tham ô là 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước trong đó phải kể đến Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD, tương đương khoảng 118 tỷ đồng để bao che, bưng bít cho những sai phạm của Tập đoàn Tội phạm Vạn Thịnh Phát và bà trùm mafia Trương Mỹ Lan trong quá trình thanh tra, kiểm tra Ngân hàng SCB. Số tài sản bị kê biên của Trương Mỹ Lan gồm 589 tỷ và 15 triệu USD, 43 tài khoản ngân hàng, tương đương gần 2.100 tỷ đồng. 789 tỷ trong tài khoản mở tại ngân hàng SCB của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Gương. 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng. 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng. 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan, một du thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bà Lan tại các công ty có liên quan. Nhìn vào số tài khoản khủng đó, đủ để thấy mức độ giàu có của bà Lan ra sao. Và để có được số tài sản đồ sộ đó, bà Lan đã có những chiêu trò lũng đoạn rút ruột SCB rất cao tay mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có giỏi của người đàn bà thủ đoạn này thủ đoạn lũng đoạn tinh vi. Mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người chi phối, lũng đoạn, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn. Vì từ khi sắp nhập năm 2012 đến nay, bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ 85 đến 91,5%. Số cổ phần còn lại do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Để thực hiện kế hoạch rút ruột SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng, đồng thời nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng, biến SCB trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi từ đó, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp tại SCB và hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng. Các tài khoản ký khống này đều thực hiện rút tiền tại SCB trước khi hợp đồng tiến dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện. Giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan rút ruột SCB chính là tỷ phú Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thương trú tại Hồng Kông, chồng bà Lan. Ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư Times Square. Ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.000 tỷ đồng. Các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB được bà Mỹ Lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ 15 đến 40 triệu đồng một năm. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ. Do đó, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty Times Square Việt Nam, nội dung tiếp tục dùng tài sản của dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB. Với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.600 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB, tổng giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cánh tay trái đắc lực giúp sức cho Trương Mỹ Lan chính là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, vợ ca sĩ Thanh Bùi, cháu ruột của Trương Mỹ Lan. Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ năm 2022, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng giúp sức cho Trương Mỹ Lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng SCB, gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, tại Chiêu Trung, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng SCB. Đây là những người Lan tin tưởng, thân tín, có trình độ và hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, được Lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu một tháng để làm nhiệm vụ xét duyệt cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn khống theo chỉ đạo của Lan. Các hồ sơ chứng từ khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng SCB để phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Để thực hiện được hành vi rút chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB thông qua thủ đoạn vay. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá để phát hành các chứng thư thẩm định giá giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên của 5 công ty thẩm định giá gồm công ty Tầm nhìn mới, công ty MHD, công ty Thiên Phú, công ty SIM và công ty DATC có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống. Nhận qua để bao che Tuy nhiên, giúp cho SCB thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt để của các cá nhân là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, ông Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm 18 thành viên do Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ Thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng Vụ 1, sau này là Cục 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra ngân hàng SCB. Quá trình thanh tra phát hiện nhiều chỉ tiêu phản ánh thực trạng SCB rất xấu. Hệ số an toàn, nợ xấu, tỷ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu. Đặc biệt, trong quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại SCB hơn 112.800 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước, nên cơ quan này không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB năm 2018 đều nhận tiền của Trương Mỹ Lan và ngân hàng này. Trong đó nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, khi đó là trưởng đoàn thanh tra, đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan. Lãnh đạo ngân hàng SCB và 4 lần nhận hối lộ, tổng cộng 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Còn Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ. Tuy nhiên, dù thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt, lọc lõi đến đâu, nhưng lưới trời lồng lộng, Trương Mỹ Lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Bản thân bà Lan cũng đã bị đối tác là đại gia Nguyễn Cao Trí, chủ tịch tập đoàn Capella, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD, tương đương 1.000 tỷ đồng. Ông Chí và bà Lan bắt đầu quen biết từ năm 2017 và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty. Ông Trí đã nhận tổng cộng 1.000 tỷ đồng từ bà Lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án. Tuy nhiên, các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biên nhận. Sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà Lan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong gần 2 tháng, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, do thẩm phán Phạm Lương Toàn, tránh tòa hình sự Tòa Nhân dân tp Minh làm chủ tọa. Có 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tp Minh giữ quyền công tố tại tòa. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội – đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Những bị cáo còn bị truy tố về một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư tham gia bào chữa, gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức. Hiện toàn bộ các bị cáo đã được di lý từ các trại giam vào trại giam T17, huyện Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đại gia trả lại hàng nghìn tỷ cho bà chủ Vạn Thịnh Phát. Trước khi diễn ra phiên xử, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỷ đồng. Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1 tỷ 036 triệu đồng và 3.000 USD. Liên quan đến vụ án, ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, bị truy tố tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan. Tài liệu điều tra cho thấy đủ căn cứ xác định Ông Dương Tấn Trước đã giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, ông Trước và công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng đối với hai khoản vay của công ty Tường Việt và công ty Việt Đức. Việc này được cơ quan điều tra đánh giá là khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này, ông Trước đã đưa lại cho bà Lan 249,5 tỷ đồng thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan. Đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án. Thời điểm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng, bị cáo đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng. Một đại gia khác được nhắc đến là ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa bà và ông Nguyễn Cao Trí là vào năm 2017, thông qua một người quen có tên là Hồ Quốc Minh giới thiệu. Những thương vụ hàng triệu USD giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan cũng bắt đầu từ đây. Cầm 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan sau khi Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, Ông Chí đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền trên. Trước khi diễn ra phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông Trí đã nộp khắc phục hơn 657 tỷ đồng và hơn 3,3 triệu USD. Theo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Liệu trong phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, sẽ có những tình tiết nào mới bất ngờ xảy ra. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.